Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài thực hành 2, trang 101 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E và chữ T. Vậy để thực hiện được hoạt động này thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phác thảo chữ E lên bài làm của mình trước. Ở đây giả sử cô có chữ E in hoa. Chúng ta hình dung chữ E sẽ có hình dạng như này đúng không ạ? Và chúng ta thử xác định cho cô xem trục đối xứng của chữ E này đâu. Chúng ta thấy rằng trục đối xứng của chữ E này chính là đường thẳng nằm ngang mà đi qua cái nét thứ hai của chữ E ở đây đúng không ạ? Đây cô sẽ dùng bút màu đỏ. Khi đó chữ E được chia ra làm hai phần đúng không ạ? Vậy để vẽ chữ E thì cô sẽ vẽ một phần ở trên trước. Đấy, bằng cách như sau này. Đầu tiên là cô sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy. Đấy. Sau đó thì cô sẽ gập đôi tờ giấy này vào. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ quay cái phần mà chúng ta vừa mới gấp đấy về phía mình. Đấy, sau đó thì cô sẽ vẽ một nửa của chữ E lên trên đây. Đó, thì các em có thể thấy lúc này đây là hình ảnh của một phần ở trên của chữ E đúng không ạ? Thì khi đó cái đường thẳng mà cô gấp nó tạo cô vừa mới gấp ở đây này, nó chính là đóng vai trò là trục đối xứng của chữ E đúng không ạ? Nên mà khi mà cô cắt như thế này xong thì cô sẽ tạo được hai phần giống y hệt nhau, và từ đó thì cái phần mà cô cắt được nó sẽ tạo thành chữ E, được chưa ạ? Vậy bây giờ cô sẽ cắt theo cái nét mà cô vừa mới vẽ ở đây. Và chúng ta sẽ mở cái phần mà chúng ta vừa vẽ ra. Đó, thì các em có thể hình dung ra được đây chính là chữ E mà cô vừa mới cắt được đúng không ạ? Rồi, bây giờ tương tự cô sẽ thực hiện như vậy đối với cả chữ T. Đấy, thế thì để vẽ chữ T thì việc đầu tiên là chúng ta cũng sẽ phác thảo lại chữ T ở đây đã. Đó, khi đó thì trục đối xứng của chữ T chính là đường thẳng mà chia đôi chữ T thành hai phần giống y hệt nhau. Đó, đây chính là trục đối xứng của chữ T đúng không ạ? Như vậy thì đồng nghĩa với việc là để cắt được chữ T thì cô sẽ vẽ lên trên giấy một phần của chữ T. Đấy, vậy ở đây cô và các em sẽ cùng đi thực hiện tiếp tương tự như vậy. Vẫn là chuẩn bị cho chúng ta một tờ giấy như này đúng không ạ? Rồi chúng ta gấp đôi lại. Thì cái phần mà chúng ta gấp đôi ở đây, chúng ta tạo đường miết ở đây, thì đây chính là đóng vai trò trục đối xứng của chữ cái T đúng không ạ? Nên là cô sẽ dựng đứng tờ giấy này lên để nó cùng chiều với trục đối xứng ở đây đúng không ạ? Rồi sau đó thì cô sẽ vẽ phác họa một phần của chữ T lên trên tờ giấy này.
Đó, rồi bây giờ cô sẽ cắt theo cái phần mà cô vừa mới phác họa xong. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Đó, thì các em sẽ thu được về chữ T đúng không ạ? Rồi như vậy là bằng cách cắt giấy thì cô và các em đã hoàn thiện xong lời giải cho bài thực hành 2 trang 101. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.